Hóa ra xem phim kinh dị có thể giảm cân. Nghiên cứu cho thấy, lượng calo tiêu hao khi xem một bộ phim kinh dị tương đương với chạy chậm 30 phút. Hơn nữa, phim càng kinh dị càng đáng sợ thì lượng calo tiêu hao càng nhiều. Tổ chương trình Nhật Bản điên rồ và nhiệt tình vì nghiệm chứng lý luận này. Quyết định tìm người để dọa một chút. Người đầu tiên là Hikari. Tổ chương trình lừa cô ấy đeo đồng hồ thông minh trước để đo xem lúc cô ấy sợ hãi, nhịp tim và lượng calo sẽ thay đổi thế nào. Đầu tiên, tổ chương trình bày rất nhiều người giả mặc đồ trong phòng nghỉ, trong đó có lẫn một NPC. Sau đó nhân viên kiếm lý do rời khỏi, để lại Hikari một mình trong phòng. Cô ấy bắt đầu nhàm chán căng cơ. NPC nhân lúc cô không chú ý liền vồ về phía cô ấy. Khi Hikari phát hiện cửa bị khóa, bản thân cũng không còn chỗ nào để trốn. Nhịp tim của cô tăng vọt từ 80 lên 112. Nếu tiếp tục 90 phút tương đương với độ dài một bộ phim kinh dị, lượng calo tiêu hao lên đến 340 calo. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Trên hành lang yên tĩnh còn có zombie đang đợi Hikari. Sau khi Hikari bước ra khỏi phòng nghỉ, một đám zombie bỗng dưng xông ra từ sau đống giấy, điên cuồng đuổi theo cô. Khi Hikari bị zombie vây quanh, nhịp tim của cô tăng lên đến 111, năng lượng tiêu hao là 332 calo. Tiếp theo đó, người bị hại tiếp theo Kaori xuất hiện. Khi phòng nghỉ chỉ còn mình cô ấy và nhân viên công tác, đối phương quay người một cái đã dọa cô kinh hồn bạt vía. Khủng bố hơn là NPC còn tắt đèn, cả phòng bỗng chốc đen ngòm. Hikari chịu sự kinh sợ này gào đến khản cả cổ, nhịp tim tăng lên hẳn 135, năng lượng tiêu hao là 388 calo. Tổ chương trình không hề dừng lại ở đây. Khi Hikari ngồi lên xe, cô lại bị một đám zombie bao vây. Vì thúc giục tài xế nhanh chóng chạy đi, tài xế tốt bụng liền mở cửa sổ ra để zombie có thể giơ thò tay vào trong. Kaori sợ hãi co quắp vào ghế sau. Lúc này nhịp tim của cô ấy đã lên đến 138, lượng calo tiêu hao là 405. Thực tế chứng minh, khi xe ô tô bị zombie tấn công, năng lượng tiêu hao lại nhiều nhất. Nhìn kết quả thí nghiệm có thể thấy, khi con người phải chịu sợ sự hãi khủng khiếp, đúng là có thể tiêu hao không ít năng lượng, nhưng tiền đề là trái tim của bạn phải chống đỡ được đã. Hơn nữa trong cuộc sống, ngoài chơi trốn thoát khỏi mật thất, mọi người cũng rất khó để trải nghiệm cảm giác sợ hãi chết người này. Thế nên tổ chương trình còn chu đáo chuẩn bị bảng xếp hạng phim kinh dị tiêu tốn nhiều calo nhất, để bạn chỉ cần ngồi xem phim cũng có thể giảm cân được. Trong đó bộ phim kinh dị The Shining xếp thứ nhất. Nghe đồn xem hết phim The Shining có thể tiêu tốn được 184 calo. Hóa ra nguyên nhân mình mãi không gầy được là vì không xem phim kinh dị. Xem hết 10 bộ phim kinh dị này chắc sẽ gầy phải biết.